Bình Minh cung cấp thiết bị thi công thảm đường đua công thức 1 tại Việt Nam. Mày làm đổ hả? Vô pha luôn. Quá lạnh. Nói chuyện nào? Nào. Nó cái mỏ nó cần thứ hai anh, đúng rồi anh. Cái này là cái chế độ chậm nhất luôn anh. Để em chỉnh chậm nhất luôn rồi. Chậm nhất là chế độ ngựa rồi. Nâng cao lên miếng anh. Cái này xe này là xe nâng điện nên là mình gạt vừa thôi, gạt nhanh quá nó lên nhanh lắm. Anh chạy lên cao thử luôn anh, sẵn anh chạy cao thử luôn, chạy lên cao thử luôn anh ơi. Dướng càng. Hurley, lifting the future.